Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình học ngữ văn cùng với Tư Trên Show. Hôm nay chúng ta đến với bài số 6 đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với kiến thức về nghị luận xã hội và nội dung mình lấy hôm nay đó là về bài thi vừa mới diễn ra cách đây khoảng một tuần, đó là đề thi trường phổ thông quốc gia năm 2020, phần nghị luận xã hội, viết luận văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Phần chữ in đỏ ở đây đó là keywords đúng không ạ? Đó là những cái từ khóa sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính. Bao giờ cũng vậy đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu thật là kỹ về cái đề bài thì như mình in đỏ bên trên đúng không ạ? Đó là trân trọng cuộc sống. Thì phần đầu tiên đó là gì? Các bạn phải tư duy, các bạn phải động não. Đó là brainstorming. Đây là quá trình đầu tiên khi mà chúng ta làm nghị luận xã hội đúng không ạ? Vậy thì với cái đề này chúng ta sẽ brainstorming như thế nào đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu là trân trọng cuộc sống mỗi ngày cụ thể là gì đúng không ạ? Có thể tạm hiểu là đó là sự yêu đời này, đó là quý trọng, tranh thủ từng giây phút của hiện tại để tận hưởng cuộc sống và để tạo ra giá trị cho cuộc đời, thì đó được hiểu là trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Tiếp theo, đúng không ạ? Sự cần thiết đó là chúng ta phải lý giải được đúng không ạ? Câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm điều đó? Vậy thì chúng ta sẽ có những cái lập luận đúng không ạ? Mỗi người sẽ có một cái lập luận thực tế là như vậy, ngữ văn nó khó ở cái chỗ đấy. Thế thì nhưng mà cơ bản chúng ta cũng sẽ có tìm được một cái mẫu số chung nào đấy đúng không ạ? Ví dụ như là trân trọng cuộc sống mỗi ngày thì giúp chúng ta có nguồn năng lượng tích cực để mà chúng ta lao động, chúng ta học tập, chúng ta tạo ra giá trị cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Rồi tranh thủ từng giây phút của hiện tại. Bởi vì sao ạ? Là bởi vì đời người là hữu hạn. Làm những cái điều gì đúng không ạ? Chúng ta thấy ý nghĩa ngày hôm nay để chúng ta không hối tiếc sau này, hay là còn để góp phần xây dựng một cái tương lai tốt đẹp, một tương lai vững bền đúng không nào? Tiếp theo đó là gì? Trân trọng cuộc sống còn là để cảm nhận cái hạnh phúc thật sự đang ở quanh mình. Mình không muốn dùng cái từ là tận hưởng cuộc sống quá nhiều, bởi vì sao? Bởi vì không phải ai cũng có cái may mắn là được tận hưởng cuộc sống đúng không ạ? Thế nhưng mà dù khó khăn như thế nào, cuộc sống ra sao thì chúng ta hãy cố gắng cảm nhận cái hạnh phúc đang ở quanh mình. Ngoài ra thì nó còn là động lực tinh thần lạc quan để giúp con người vượt qua được những cái trở ngại, những khó khăn và những cái thử thách của cuộc sống. Các bạn có thể liên hệ với những cái rất là gần gũi cuộc sống hiện nay đúng không ạ? Những cái dịch bệnh, thiên tai vân vân đang xảy ra mỗi ngày đe dọa tới chúng ta. Sau cái phần brainstorming đúng không ạ? Cũng trong cái phần brainstorming, cái phần tư duy này thì các bạn sau khi các bạn viết được hết những ý tưởng ra thì các bạn cũng nên bắt đầu các bạn gì ạ? Lấy những cái trải nghiệm của mình, các bạn vẽ ra đúng không ạ? Cái experience ở đây chính là cái trải nghiệm cá nhân và nó sẽ làm cho bài viết của chúng ta trở nên gì ạ? Phong phú và tạo ra cái riêng cho bài viết của chúng ta. Đây chính là cái điểm mình rất nhấn mạnh. Đó. Thế thì với mình đúng không ạ? Với mình với cái đề này thì sao? Mình có những cái trải nghiệm như sau này. Mình rất thích bài hát và mình đã nghe qua, đó là bài hát If I Had Wings của ca sĩ Dolly Parton, một ca sĩ rất nổi tiếng người Mỹ. Trong đó có những cái câu như là gì ạ? Chúng ta không thể đoán trước được tương lai, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm cho hiện tại trở nên hữu ích và xây đắp một cái tương lai vững bền. Đó là một cái ý mà có thể lấy vào trong bài. Hay là gì? Chúng ta được đọc đúng không ạ? Tác phẩm thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải, trong đó thì ông đã bày tỏ cái nguyện ước đúng không ạ, được cống hiến cho cuộc đời, cho quê hương, cho đất nước của ông, và đặc biệt là được sáng tác vào cái thời điểm là gì, ông đang lâm bệnh đúng không ạ, nằm ở trên giường bệnh. Thứ hai đó là gì, trong Vội Vàng của thi sĩ Xuân Diệu thì nhà thơ cũng đã bày tỏ cái niềm yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt của ông đúng không ạ. Tôi muốn tắt nắng đi cho một đường nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho đường bay đi, vân vân. Nào, ngoài ra đó còn là những cái gì, những cái người đúng không ạ, thật, việc thật mình biết, đó là những cái con người họ miệt mài lao động, miệt mài nghiên cứu và làm việc, và họ đã để lại những cái giá trị, những cái thành tựu làm thay đổi thế giới, và đó chính là một khía cạnh của cái sự trân trọng cuộc sống. Đó là ai? Đó là Albert Einstein, đó là Thomas Edison, đó là Marie Curie, đó là Louis Pasteur, vân vân. Và ngoài ra thì mình có thể liên hệ với những cái chính trong cuộc sống hiện nay chúng ta đang trải nghiệm đúng không ạ? Đó là những cái thách thức của cuộc sống hiện đại, đó là những cái sự bất định của thế giới ngày nay, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà đại dịch COVID-19 nó đang đe dọa tới tất cả chúng ta đúng không nào? Cuộc sống của tất cả mọi người trên toàn cầu. Và đây chính là phần mình đã viết dựa trên cái ý tưởng đúng không ạ? Mình vừa brainstorming. Bởi vì sao? Bởi vì mình không phải là thí sinh cho nên mình có quyền viết dài hơn một chút. Mình viết trong bài này khoảng 300 từ và bởi vì thời gian nó không có nhiều, video trên rất là ngắn cho nên là mình các bạn có thể pause lại để xem cái phần mình viết. Nó không được hay lắm đâu ạ, nhưng mà mình nghĩ rằng nó vừa đủ ý để mà nó đáp ứng được yêu cầu của bài. Đó là một số cái lời khuyên mà mình muốn dành cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video cuối cùng, đó là gì? Video của những người chống dịch ở Đà Nẵng, họ vẫn rất yêu đời đúng không nào? Ngón tay trên